Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 91, Di chỉ của gia đình mạnh. Câu hỏi này khiến không khí trong phòng trở nên lúng túng. Lâm Giác im lặng trong ít giây rồi mới nói, hưng Tạm thời chưa có kế hoạch gì cả. Lão ông nghe vậy, than thở một tiếng và nói rằng bây giờ sau đây, cả một đám người lớn tuổi mà không thể tìm được đối tượng, chưa kể là chưa có cơ hội cưới vợ nghe lão ông than thở chu gia ngư cảm thấy lo lắng cô nhận ra rằng khi trở thành công chức nói chuyện với gia đình là điều quan trọng nhất nhưng với gia đình người đội đấu bồng đó là điều không thể không ai dám nói gì vì tất cả đều giống nhau không ai có năm hiểm một kim mọi người trung niên không có ai có vợ hoặc chồng dễ cảm thấy cô đơn cuối cùng khi có người nói chuyện họ thấy như có thể chia sẻ nhiều hơn từ lời của lão ông chu gia ngư biết được rằng sau khi bố mẹ của người đội đấu bồng qua đời họ đã sống cùng lão ông trong một khoảng thời gian mấy ngày qua không có dấu vết nào về tiểu thiên một vài năm sau anh ta mới xuất hiện lại lão ông nói mà nước mắt rơi kể về cuộc đời khổ sở của tiểu thiên từ nhỏ đến lớn anh ta không hưởng phúc gì và ông không đủ khả năng chăm sóc anh ta dường như theo tin đồn gia đình mạnh không phải là gia đình phong thủy nổi tiếng nhưng họ có việc làm trước lão ông họ không biết gì về phong thủy và họ không đặc biệt cảnh giác với họ trong khi đợi trong nhà lão ông đến giữa trưa vào lúc ăn cơm mọi người từ chối lời mời nồng nhiệt của lão ông rồi rời đi khi rời đi mọi người im lặng một chút lầm giác than thở tôi thực sự không hiểu mạnh dương thiên đang cố gắng làm gì mọi người đều biết về người đội đấu bồng. Đầu tiên, hãy tìm một nơi để ăn cơm. Chu Gia Ngư nói, tất cả mọi người đều đói rồi. Vì vậy, mọi người đi tìm một quán cơm. Khu vực ngoại ô này còn khá xa trung tâm thành phố, và quán cơm cũng chỉ là một quán nhỏ, vệ sinh tình trạng tương đối đáng lo ngại. Bất quá, dù tất cả mọi người đều đói bụng, không ai quan tâm nhiều lắm, họ bắt đầu ăn cơm ngay. Tuy nhiên, Lâm Trục Thủy như thường lệ, không hứng thú với những thứ này và anh ta không động đến đũa từ đầu đến cuối. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Nhất cùng nói, dường như lão thái thái đối với việc chôn cất phụ thân của Mạnh Dương Thiên không rõ lắm. Chúng ta nên tiếp tục đi hay sao? Lão thái thái phàn nàn về cha của Mạnh Dương Thiên với một chút oán hận và lời nói của ông ẩn chứa sự giận dữ. Ông nói rằng cha của Mạnh Dương Thiên không có lương tâm và thậm chí còn không chịu trở về khi mẹ của anh ta qua đời chỉ xuất hiện một lần khi tang lễ chắc chắn không thể để như vậy đi lâm giác nói tử giám không phải là người mới với khu vực này tôi sẽ gọi điện hỏi anh ta xem có thông tin gì hay không cô nói và bắt đầu gọi điện thoại cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng sau khi trò chuyện lâm giác đặt điện thoại xuống tử giám nói không rõ lắm qua điện thoại anh ta muốn nói trực tiếp với chúng ta. Việc này hoàn toàn phổ biến với từ gia, do họ đang nợ một ơn lớn, vậy nên việc họ rất hợp tác là điều bình thường. Khi đã ăn uống xong, mọi người tìm một nơi để nghỉ ngơi và chờ đợi từ giám. Chu Gia Ngư nhìn vào bao 11 măng mà cô mang theo trên người, sau khi đã ăn trưa, cô rút ra và nghiên cứu một chút. Từ khi nó xuất hiện, bao 11 măng mặt trên chỉ thêm một con chim nhỏ, nhưng không có sự thay đổi nào ở phía dưới chu gia ngư vốt nhẹ trên trang giấy rồi bắt đầu suy nghĩ liệu nếu lâm trục thủy cũng rơi máu lên đó anh ta có thấy được điều gì không mang theo suy nghĩ đó chu gia ngư đến gần và nói với lâm trục thủy về ý tưởng của mình lâm trục thủy nghe xong và ngược lại cũng quyết đoán anh ta lấy một cây châm nhọn và châm vào ngón tay của mình sau đó đặt máu lên trên giấy Chu Gia Ngư chờ đợi xem kết quả. Tuy nhiên, anh ta thất vọng khi không có sự thay đổi nào sau khi máu của anh ta chạm vào giấy 11 măng. Phần trên của bao 11 măng vẫn không thay đổi, và Lâm Trục Thủy không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. "Ồ, có vẻ như mỗi tờ chỉ có thể sử dụng một lần." Chu Gia Ngư nói, phần trên của bao 11 măng không thể được sử dụng lại. Cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng may mắn là cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này ừ có hay không có thì đều giống nhau lâm trục thủy nói sau khi thử nghiệm xong chu gia ngư quyết định quay về phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi khi cô sắp rời đi lâm trục thủy nắm chặt cổ tay của cô một cách nhẹ nhàng hãy ngủ trong phòng tôi đi anh ta nói như vậy chu gia ngư do dự một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý vậy sau một lát hai người đã biến thành lâm trục thủy ngồi trên giường còn Chu Gia Ngư nằm ở trên bụng hắn, nằm trong tư thế thư giãn. Chu Gia Ngư, trong bộ trang phục mỏng manh của mùa xuân, cảm nhận được sự dẻo dai của bụng Lâm Trục Thủy, không kiềm chế được việc đặt mặt lên đó. Lâm Trục Thủy vốn đang ghi chép cái gì đó, nhưng cảm nhận được hành động của Chu Gia Ngư sau khi cậu chạm vào tay anh ta, anh ta ngừng lại trong nháy mắt, sau đó cúi đầu và nghiêm túc nói: "Tôi vẫn là nên xem cậu thật tốt." Chu Gia Ngư bị hỏi không hiểu, cái gì vậy? Lâm Trục Thủy nói, cái việc kiểm tra kia. Chu Gia Ngư, cậu không ngờ Lâm Trục Thủy lại nhớ đến việc này, và cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Trong lòng, cậu nói rằng cậu đã quên mất, và dù nhớ ra thì cũng chỉ là do anh ta nhắc lại. Là, Lâm Trục Thủy tựa như cười mà không cười. Chu Gia Ngư tự biết đối lý nhanh chóng vỗ một trận nịnh nọt để biểu thị rằng lâm trục thủy là người đẹp trai nhất trên thế giới và những người khác đều chỉ là bóng dáng cậu cũng nói rằng hầu như ai cũng coi hắn là người đặc biệt lâm trục thủy không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ trên mặt chu gia ngư và sau đó việc này cũng kết thúc buổi chiều từ giám và từ nhập vọng đã đến trước khi họ xuất hiện chu gia ngư chưa từng thấy kiểu tóc của từ nhập vọng như thế nào Bây giờ, khi nhìn thấy anh ta, cậu nhận ra rằng anh ta không làm cậu thất vọng. Chỉ thấy từ nhập vọng tóc dài đến eo, buộc cái đuôi ngựa, một bộ trang phục như thể muốn bay lên thành tiên. Chu ra ngư, cười chết mất. Thẩm nhất cùng lại không kiềm chế được mặt mũi khi nhìn từ nhập vọng, cười lớn, không thể giấu đi sự vui vẻ của mình. Tuy nhiên, từ nhập vọng vẫn giữ bản tính nghiêm túc và ngay lập tức nhắc thẩm nhất cùng nhớ bút có vẻ như suy nghĩ thẩm mỹ của Từ Giám luôn đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Chu Gia Ngư cảm thấy thậm chí việc để Từ nhập vọng giữ mái tóc ngắn còn đẹp hơn, nhưng bây giờ anh ta lại để tóc dài đến eo, cứ như muốn vén ra. Sau khi cười xong, họ lại quay về chủ đề chính. Từ Giám và đồng đội của anh ta có vẻ quen thuộc với khu vực này và cũng biết đến mong muốn của họ đi tìm mộ tổ. Dường như họ không sợ và thậm chí muốn tìm mộ tổ của Mạnh gia muốn tìm mộ tổ của Mạnh Gia là vì lý do gì? Lâm Giác hỏi. Mạnh Gia đã từng có chuyện gì đó trước đây, và luôn có tin đồn rằng họ đã tìm thấy một kho báu quý hiếm. Từ dám giải thích, ngoài ra, có người nghi ngờ rằng việc tìm kiếm của họ liên quan đến kho báu đó, có thể khiến cho một gia đình giàu có tiêu diệt, ai sẽ không cảm thấy xót xa. Lâm Giác tỏ ra kỳ quặc, vậy họ không sợ rằng sẽ bị kho báu đó giết chết nguy hiểm và cơ hội thường đi đôi với nhau, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào sự chủ động của chúng ta. Ở đây, chúng ta có vẻ đang quan tâm hơn so với những nơi khác. Từ dám nói, mặc dù chúng ta không thể tìm thấy mộ tổ, nhưng chúng ta vẫn có thể đưa các cậu đến Mạnh Gia để tham quan. Chu Gia Ngư và nhóm của anh ta đều cho rằng Mạnh Gia Di Chỉ đã bị mất sau vụ hỏa hoạn, nhưng theo giải thích của từ giám, Di Chỉ vẫn tồn tại, chỉ là nơi đó không phải là nơi phù hợp cho con người sinh sống, trở nên hoàn toàn bị bỏ hoang, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Sau khi xác định kế hoạch, mọi người quyết định sẽ khởi hành vào ngày mai để đi xem di chỉ của Mạnh gia. Trong thời gian không gặp nhau, Từ Nhập vọng và Chu Gia Ngư đã chuẩn bị một bữa tối ngon miệng để tự nấu, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể thay đổi bữa tối thành một buổi trò chuyện thoải mái. Trong khi trò chuyện, từ nhập vọng âm thầm hỏi chu gia ngư và lâm trục thủy đã phát triển thế nào và chu gia ngư chỉ trả lời rằng không có gì đặc biệt từ nhập vọng cảm thấy ngưỡng mộ và kính trọng chu gia ngư không biết liệu việc anh ta chỉ đang đùa hay thực sự quan tâm đến mình và lâm trục thủy nhưng anh ta chỉ cười và trả lời có một số vấn đề nhưng không cần phải nói rõ từ nhập vọng chỉ cất tiếng trầm trọng một cái biểu hiện sự khâm phục ngày thứ hai nhóm họ đã bắt đầu hành trình đến di chỉ của Mạnh Gia. Mạnh Gia nằm ở núi lửa đang hoạt động, nơi đó vốn dĩ rất ít người đến thăm. Cách đây mấy chục năm, một vụ hỏa hoạn đã làm cho nơi đó trở nên hoang tàn và thường xuyên không có ai đi qua. Chu Gia Ngư biết rằng vấn đề nghiêm trọng nhất về núi lửa là bụi cho và khí độc được truyền đi theo gió xung quanh. Anh ấy không biết liệu có phải việc núi lửa phun cho đã làm cho bụi cho độc hơn hay không. Khi vào núi, họ phải đi bộ và đã chuẩn bị mặt nạ chống độc. Từ giám có kinh nghiệm hơn và đã đi qua địa điểm này hai lần trước đó mà không gặp phải vấn đề gì đặc biệt. Tuy nhiên, khu vực vẫn giữ nguyên cấu trúc và chỉ có một số thay đổi nhỏ, mặc dù do hoạt động của núi lửa mà nơi đó không phù hợp cho việc sinh sống của con người. Hành trình đã mất nửa ngày. Chu Gia Ngư mang theo túi và quan sát xung quanh. Thực tế, ngay từ xa, họ đã có thể thấy sự khác biệt trong cảnh quan xung quanh. Dấu vết của núi lửa vẫn còn đọng lại, với đất đá trần trụi và ít cây cỏ. Vì không còn rừng rậm nên ngọn núi trở nên hiển nhiên hơn. Từ giám cho biết nơi này trước đây là khu rừng, nhưng hiện tại đã biến mất do mất mưa, và giờ đây, thậm chí là một cơn mưa nhỏ cũng có thể gây ra sự trôi tuột của đất đá, nên vào mùa hè là không nên đến đây. Mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng đối với họ, nó là một minh chứng cho sự thay đổi của thời gian và tác động của thiên tai. Sắp tới rồi, Từ Dám đi phía trước nhất, vòng qua cái khe núi phía trước kia, bạn có thể nhìn thấy nơi ở của Mạnh gia, thị tộc của họ đang phát triển mạnh mẽ. Nói đến đây, ông ta thở dài một cái, rõ ràng đang nghĩ về điều gì đó không vui. Cùng với Từ Dám, họ tiến lên một đoạn, Chu Gia Ngư đứng trên đỉnh núi cuối cùng cũng thấy được di chỉ của mạnh gia từ miệng của từ giám. Thực sự, mạnh gia đang phát triển mạnh mẽ, mọi kiến trúc bên trong khe núi đều được sắp xếp gọn gàng. Những công trình này được xây dựng một cách tổ chức, tạo nên một thị trấn rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy con đường qua thị trấn. Dường như Mạnh Gia và Từ Gia ở Xà Sơn rất khác biệt, không chỉ về mặt phong cảnh, mà còn về cách thức sống. Mặc dù ngôi nhà cũng nằm trong vùng núi sâu, nhưng không hề lạc hậu. Thị tộc của họ cũng đang phát triển trong thời gian đó. Hướng xuống dưới chân núi, Từ dám nói, khi núi lửa phun, tôi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ vì sự việc này đã làm cho phong thủy động đất. Ngày đó có vẻ như rất hỗn loạn. Lâm Giác thở dài, nhưng người ta thường hay quên. Chỉ mới hơn 40 năm và người cùng thời đại của họ hầu như đã quên về thị tộc mạnh gia càng không cần nói đến sự việc phát sinh vào thời điểm đó, có lẽ sẽ không ai nhớ lại. Nhìn xuống con đường nhỏ dưới chân núi, họ phải đi cẩn thận. Chu Gia Ngư đi xuống, nhìn thấy di chỉ của Mạnh gia, trong tâm hiện lên hình ảnh của một người đàn ông ngồi trong một chiếc xe lăn, không biết liệu anh ấy che giấu thân phận hay vì một lý do khác, mặc dù mình đang bị bao bọc bên trong chiếc xe. Sau một hành trình dài, họ cuối cùng đến được đích, di chỉ của Mạnh gia Nơi này có các kiến trúc nối tiếp nhau, tạo ra một không gian được quy hoạch tỉ mỉ, các con đường rộng rãi và sạch sẽ, với một chút bụi đen. Mặc dù kiến trúc bên ngoài thường được sơn trắng, nhưng vì lớp bụi phủ lên, chúng trở thành màu xám đen trầm. Nơi này yên bình đến mức chỉ có tiếng bước chân trên sàn 11 măng, không có âm thanh từ côn trùng hay tiếng hót của chim. Không khí trở nên lạnh lẽo, như một khu vực bị cấm. Đường phố ở đây sao mà trống trải quá?" Lâm Trục Thủy hỏi. Từ Giám ngạc nhiên nghe thấy, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, sau sự việc đó, chính phủ đã cố gắng can thiệp, nhưng quá muộn, họ chỉ kịp dừng núi lửa và sau đó, chỉ có thể gửi một đội ngũ để dọn dẹp một ít đường phố và tìm kiếm thi thể của nạn nhân." "Tìm thấy không?" Lâm Trục Thủy hỏi. "Không." Từ Giám nói, "Sau đó có tin đồn rằng khi núi lửa phun, họ đã chạy vào núi." mất mấy trăm người, còn lại chỉ là xác khô. Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Lâm Giác than nhẹ một tiếng, thể hiện sự buồn bã. Mạnh Gia Di chỉ được bảo tồn rất tốt, mặc dù đã qua hơn 40 năm, nhưng những năm tháng trôi qua dường như vẫn còn lưu lại ký ức về một sự cố xảy ra trong quá khứ. Chu Gia Ngư thậm chí còn thấy được một tòa lầu cao, dường như cao hơn 10 tầng được xây dựng từ 40 năm trước với công nghệ và kỹ thuật khoa học của thời đại đó. Điều này không phải là điều dễ dàng. Nếu mạnh gia không gặp rắc rối gì, hiện tại họ đã trở thành một trong những gia tộc lớn nhất ở đây. Mỗi người trong thị tộc đều phát triển mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là họ đã loại bỏ được những vấn đề gian xảo và sâu xa. Từ dám nói, nhưng... Mạnh gia có con đường đi. Lâm giác hỏi, ở đâu? Từ giám đáp, ở làng đông đầu, dưới chân núi, lần trước khi tôi đi qua đó, tôi không thấy gì có ích. Mặc dù nói rằng nơi đó không có gì đặc biệt, nhưng vẫn đáng để đi qua. Con đường từ làng đẹp đẽ, có thể nhìn thấy năm đó những bông hoa rực rỡ, không kể là các cột trụ được khắc họa một cách tinh xảo, hay bàn làm từ gỗ, đều tạo ra một ấn tượng tốt. Tuy nhiên, nơi này trở nên ngổn ngang, bài vị đều bị ngã, vốn nên phóng lửa hương địa phương cũng rỗng tuếch có người mới đến qua đây, từ dám không mấy hứng thú những người này, họ thực sự không tốt tính, họ dám làm những điều gian xảo và xấu xa. nơi này thường xuyên có người ghé qua sao? Chu Gia Ngư chú ý đến những dấu vết chân trên lối vào, những dấu vết rõ ràng là của những người đã từng đi qua đây. trước đây thường xuyên có người tới, nhưng hiện giờ ít hơn rất nhiều. dù có nhiều người đến, họ cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Từ dám nói, mạnh gia tự cũng không phải ở từ đường, họ có một nơi riêng biệt, nơi đó gần núi lửa. Chính vì vậy, khi núi lửa phun, ít ai có thể thoát khỏi được. Kỳ lạ! Lâm Giác nói bất ngờ, dấu vết này mới đây, có người mới đến sao? Chu Gia Ngư quay đầu nhìn về phía Lâm Giác và nhận ra một ít bùn đất gần cửa, bùn đất này rõ ràng được mang vào từ bên ngoài và vẫn còn ẩm ướt. Hà! từ dám lắng nghe không thể như vậy chứ ở đây hàng năm chỉ có mười mấy người đến là rất nhiều rồi không biết lầm giác nhìn xung quanh làng vắng chúng ta phải cẩn thận không nên ở lại đây qua đêm khi màn đêm buông xuống họ quyết định dựng trại để nghỉ từ dám chọn một căn nhà có sân rộng đóng cửa lại và khóa cẩn thận anh ta cảnh báo rằng hôm nay chỉ nên ở lại trong khu vườn trong một buổi tối được Chúng ta sẽ phải thay phiên gác thêm đêm nay." Lâm Giác nói, vết tích mà chúng ta mới phát hiện không bình thường, chúng ta phải cẩn thận hơn. Chu Gia Ngư gật đầu, rút ra từ người mình một cái tiểu bếp ga để chuẩn bị nấu cơm. Sau một ngày đi trên núi, mọi người đều cảm thấy đói. Chu Gia Ngư nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, sau đó mọi người chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Mặc dù thời tiết không lạnh và không có dấu hiệu của thú hoang, nhưng Lâm Giác vẫn sắp xếp lịch trình gác đêm. Chu Gia Ngư tự nhiên chọn làm đồng đội với Lâm Trục Thủy, trong khi những người khác tự do tạo nhóm. Tổng cộng, họ chia thành ba nhóm để chịu trách nhiệm gác đêm. Hôm nay thời tiết tốt, khi đêm buông xuống, trời rất đẹp với những vì sao lấp lánh và ánh trăng sáng. Chu Gia Ngư đã nằm trong túi ngủ và đang ngủ, cho đến khi thẩm nhất cùng, người đứng gác đêm đầu tiên, đánh thức anh. Quán Nhi, đến lượt cậu rồi. Thẩm Nhất cùng nhẹ nhàng đẩy Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư chập chững tỉnh dậy, lau mặt một cách chậm rãi. Ồ, đã đến lượt thay đổi người gác đêm mà. Đúng vậy, Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh đang đợi bên ngoài, hãy đi thôi. Chu Gia Ngư gật đầu và rời khỏi lều ngủ của mình. Lâm Trục Thủy dường như đã tỉnh từ lâu, lúc này ngồi yên lặng bên cạnh đống lửa, Chu Gia Ngư, sau một cử chỉ ngáp nhẹ, cũng ngồi lại gần anh và trong miệng gọi anh là tiên sinh. "Ưm," um, Lâm Trục Thủy nói, "cậu cảm thấy buồn ngủ à?" Chu Gia Ngư trả lời, "Có, nhưng vẫn cố gắng." Sau đó, họ cùng nhau bò vào trong lều ngủ, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Trong đêm tối, nơi này tạo ra một bầu không khí khá bí ẩn, chỉ có tiếng dùng mình của đống lửa bên ngoài, không còn tiếng ồn ào nào khác tạo nên một cảnh tượng trắng đen yên lặng. Môi trường này trở nên lạnh lẽo và lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt so với sự sống bình thường. Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy ngồi cạnh nhau, trò chuyện nhẹ nhàng về những chủ đề không quá quan trọng. Khi ánh trăng bắt đầu ló dạng trên bầu trời, Chu Gia Ngư bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ xa và cảm nhận được một mùi khó chịu trong không khí. Đó là mùi của thịt bị đốt cháy kèm theo âm thanh của vật nặng trên mặt đất kéo lê, khiến Chu Gia Ngư cảm thấy bất an. Anh hỏi, tiên sinh, anh nghe thấy gì không? Lâm trục thủy nhíu mày, không, nhưng có vẻ như có một cái gì đó. Chu Gia Ngư, người có khả năng cảm nhận linh cảm mạnh mẽ, có lúc anh có thể nhìn thấy những thứ không rõ ràng. Thanh âm và không khí lạ lùng chỉ anh mới cảm nhận được, làm cho anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Anh nói, tôi nghe thấy một cái gì đó đang cháy, một cái mùi. Lâm Trục Thủy không nói gì, chỉ lấy ra một tờ bùa và đặt nó lên ngực của Chu Gia Ngư. Khi tờ bùa được đặt lên ngực, Chu Gia Ngư cảm thấy một điều gì đó làm anh lo sợ. Mặc dù trên thực tế anh không cảm thấy lạnh, nhưng anh cảm thấy sự sợ hãi nổi lên từ bên trong. Cảm giác này làm cho hơi thở của anh cứng đơ, thậm chí làm cho cả tay và chân của anh cảm thấy lạnh lẽo thùng 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 có tiếng gõ cửa lâm trục thủy không hề phản ứng nhưng biểu hiện của anh trở nên hoài nghi hơn làm sao có thể có ai đó vẫn còn sống ở đây mở cửa ra hãy cứu tôi tiếng kêu cứu của một người phụ nữ xa lạ vang lên tiếng kêu cứu đầy nỗi sợ hãi và lo lắng nhưng cũng phản ánh sự tuyệt vọng là người sống lâm trục thủy kết luận và nói đừng di chuyển tôi sẽ đi xem Chu Gia Ngư đồng ý. Lâm Trục Thủy đứng dậy và tiến lại gần cửa, mà cảm giác nặng nề như trước tiếp tục lan tỏa xung quanh Chu Gia Ngư, khiến anh cảm thấy sự lo lắng bất an tăng lên. Anh cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi, nhưng không thể tránh khỏi sự run rẩy trong người. Lâm Trục Thủy mở cửa và ngay lập tức hai người nam nữ lao vào từ bên ngoài, trên cơ thể họ đầy vết bẩn màu đen. Họ như hai hồn ma, trốn chạy vào khu vườn sau mọi người cứu mạng cứu mạng nam nhân nói với khuôn mặt sợ hãi khi họ đến sân sau anh ta quay đầu nhìn lại như thể đang bị truy sát chu gia ngư nhìn ra xa và nhận ra cảnh tượng kinh hoàng sau cửa anh bị kinh hoàng và hiểu được nguồn gốc của nỗi sợ hãi của mình ngoài cửa ngọn lửa bốc cháy mạnh mẽ nhưng không tạo ra sự ấm áp mà thay vào đó là hơi lạnh trong ngọn lửa những hình bóng nhăn nhó bắt đầu di chuyển về phía khu vườn, mặc dù có vẻ như chúng phản chiếu ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận ra rằng chúng không phải là những hình bóng, mà thực chất là các xác cháy rụi, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh sáng trắng trong mắt của chúng. Chu Gia Ngư cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tràn qua cơ thể, trong khi thầm nhất cùng, người vẫn đang ngủ, giật mình tỉnh dậy. Tham, một tiếng, Lâm Trục Thủy đóng cửa nhanh chóng sau khi hai người ra khỏi. Anh quay lại và nhìn Chu Gia Ngư, bạn thấy gì không? Chu Gia Ngư trả lời, ngoài cửa đang cháy lửa, có rất nhiều thi thể cháy đen. Anh nói xong, mọi người trong lều tỉnh giấc và lâm giác bò ra ngoài. Cô nhìn thấy hai người chật vật bên ngoài và hỏi, chuyện gì vậy? Chu Gia Ngư lắc đầu, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chương 92, đất đá trôi. Một nam và một nữ đều cõng trên lưng một cái cặp lớn, toàn thân bẩn đầy bùn đất, dường như vừa mới bỏ ra khỏi lòng đất. Mọi người từ trong lều ra ngoài và ngay lập tức chú ý đến hai người này. Lâm Giác đi lên trước và hỏi, hai người đến đây làm gì? Chúng tôi đi du lịch, nam nhân trả lời trước, nhưng ánh mắt sợ hãi của anh ta tiết lộ sự giả dối. Người phụ nữ đứng im lặng, vẫn giữ vững ánh mắt ra ngoài như đang lo sợ điều gì đó bên ngoài cửa du lịch lầm giác lạnh lùng hỏi ở nơi như thế này làm sao lại đến du lịch cô yêu cầu rõ ràng hoặc nói thật hoặc ra khỏi đây ngay lập tức tôi nói tôi nói trước khi nam nhân kịp nói người phụ nữ đã phản ứng đầu tiên cô khóc lóc đừng đuổi chúng tôi ra ngoài chúng tôi đến đây để tìm bảo bối Đến đây hai kẻ ngu ngốc này bị ai lừa đâu đây? Từ dám nói, ở nơi này, dù có bảo bối, liệu hai người có thể tìm được không? Nam nhân trừng mắt nhìn người phụ nữ, đầy sự gian tà, nói thật, họ không tìm được bất cứ thứ gì, chỉ gặp phải những vật kỳ quặc. Nghe vậy, Chu Gia Ngư đặt ra câu hỏi, trong cặp của bạn chứa đựng cái gì? Nam nhân cứng đờ một lúc khi nghe câu hỏi, sau đó nói, chỉ là những đồ dùng hàng ngày chu gia ngư nói nếu là đồ dùng hàng ngày sao bạn không để người khác nhìn bằng cách nào để tôi mở ra nam nhân nói rồi đột nhiên thay đổi hướng đây là túi của tôi bạn có quyền gì mà kiểm tra rời khỏi đây ngay lập tức lâm giác nói mạnh mẽ tại sao tôi phải đi ra nơi này có tên của các bạn nam nhân phản ứng dữ dội tôi muốn ở lại đây có lòng dũng cảm thì các bạn đi ra thẩm nhất cùng nghe thấy điều này lập tức muốn tiến lên nhưng bị chu gia ngư nắm lại thẩm nhất cùng nói quán nhi hắn còn tưởng rằng chu gia ngư sẽ mềm lòng nhưng ngay sau đó hắn thấy chu gia ngư lôi ra tiểu chỉ từ đâu đó một cái móc ra và nói tiểu chỉ đưa cái người đó ra ngoài cửa tiểu chỉ từ trong túi bỏ ra và trong chớp mắt khôi phục một mét cao sau đó nắm tay áo và lao tới Nam nhân nhìn tiểu chỉ với ánh mắt trợn tròn, sợ hãi kêu lên, "Quỷ à." Tiểu chỉ đến gần nam nhân và một cú liền đánh ngã hắn, sau đó nắm cổ áo để kéo ra ngoài cửa. Người phụ nữ nhận ra tình hình không ổn, bắt đầu khóc lóc và cầu xin nam nhân. Nam nhân bị đau đớn cuốn tròn trong cơn đau và không thể nói được một từ. Chu Gia Ngư không biểu hiện cảm xúc, còn mọi người khác đều cười híp mắt nhìn, không ai ngăn tiểu chỉ dừng lại. Khi đến cạnh cửa, nam nhân đã hoàn toàn mất tinh thần, gào lên và nói rằng anh ấy đã sai, van xin được tha cho mạng sống. Chu Gia Ngư lúc này mới gọi Tiểu Chỉ, khiến hắn buông tay nam nhân. Tiểu Chỉ buông ra nam nhân và chạy về phía Chu Gia Ngư, cầu xin khen ngợi. Chu Gia Ngư ngồi xuống và sờ sờ đầu hắn, sau đó cuốn lại ống tay áo cho gọn gàng. Chu Gia Ngư cùng Tiểu Chỉ đứng dậy và nhìn về phía nam nữ khi họ nhìn thấy ánh mắt của Chu Gia Ngư, cả hai đều rụt rè, nữ nhân khóc lóc và nói lời thật, cho biết rằng họ đã nghe đồn về một bảo bối ở đây, nhưng khi đến đây họ không thấy gì, nên họ chỉ lấy một ít đồ để bán. Sau khi kiểm tra túi của nữ nhân, họ thấy nhiều đồ lạ, bao gồm cả từ đường lưu hương của gia đình mạnh. Đồ này mày dám lấy à? Từ dám nhìn chằm chằm hai mắt họ. Hai người gục đầu xuống đất, run lên và không dám nói lời nào. "Thôi, đừng để ý tới họ hai người." Chu Gia Ngư nói, "Có vật gì bên ngoài cửa?" "Bên ngoài cửa?" Lâm Giác cảm thấy có điều gì đó lạ, cô không cảm nhận được gì, có vật gì? "Tại sao tôi không cảm nhận được?" Chu Gia Ngư miêu tả một chút cảnh tượng hắn đã thấy, từ khi bắt đầu, mùi khét cháy không biến mất, vẫn tồn tại trong lỗ mũi. Mọi người trong lều đều có vẻ mơ hồ, thậm chí Lâm Trục Thủy cũng không cảm nhận được có gì bên ngoài cửa. Ta đích xác cũng không có cảm giác được. Từ dám nói, chẳng phải mở cửa ra nhìn sao? Lâm Giác nói, mở cửa ra xem đi. Nhớ đến cảnh vừa rồi, Chu Gia Ngư vẫn còn sợ hãi, và Lâm Trục Thủy nhận ra sự dao động của hắn. Ôm lấy tay của hắn và hơi áp lực, hắn nắm chặt lấy tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng hướng dẫn. Chu Gia Ngư cảm thấy một chút rối loạn và gật đầu, "Được, đi thôi." Thẩm Nhất cùng nhanh chóng nhận nhiệm vụ mở cửa, đi đến bên cạnh cửa và cùng với Chu Gia Ngư kéo cửa mở ra một lần nữa. Cửa kêu lên một tiếng vang giòn, cửa mở ra lần thứ hai, và trong nháy mắt, Chu Gia Ngư cảm thấy ánh sáng nóng phả vào mặt, đó là một luồng không gian nước nóng với nhiệt độ cực cao, làm cho hắn cảm thấy như mặt đang bị thiêu đốt. Chu Gia Ngư thở hổn hển, không thể kiềm chế được việc đặt tay lên hai bên má, lùi lại một vài bước. Chuyện gì vậy? Nhưng chỉ có Chu Gia Ngư cảm nhận được sự thay đổi này, những người khác nhìn vào bên ngoài cửa, đều trông chơ ra và nhìn nhau. Có ai bị lôi kéo đến đây không? Lâm Giác phản ứng nhanh chóng, lập tức quay sang nhìn hai tên trộm sợ hãi co quắp trên sàn nhà. Chúng tôi không biết, người phụ nữ nói, Chúng tôi cũng không biết đó là gì, nó màu đen, giống như người bị cháy rụi. Lâm trục thủy nhếch mày, ôm lấy Chu Gia Ngư và sờ sờ má của hắn, Gia Ngư. Chu Gia Ngư không nói được gì, cảm thấy bực bội, như linh hồn của mình bị hút ra khỏi cơ thể, mắc kẹt giữa không gian. Và linh hồn của hắn dưới đáy là một đại dương nham thạch bốc lên từ lửa núi sôi sục, tạo thành một con thú màu đen kỳ quái, đang đấu tranh trong dung nham. Hình ảnh này làm hắn cảm thấy khó chịu, và khi nhìn thấy một vật thể trong dung nham, cảm giác không vui của hắn tăng lên. Đó là một xác chết bị thiêu đốt, đã chết nhưng vẫn cố gắng chiến đấu trong dung nham nóng bỏng, với cánh tay đen đỏ vươn ra từ bên trong, giống như đang cố gắng nắm lấy cái gì. Tình cảnh này quá giống cảnh trong địa ngục, Chu Gia Ngư thậm chí muốn nôn mửa. Tai hắn vẫn còn vang lên tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc này sắc bén chói tai khiến hình ảnh trước mắt càng trở nên vặn vẹo hơn. Chu Gia Ngư, có người gọi tên hắn. Chu Gia Ngư không có cách nào động đậy. Chu Gia Ngư, thanh âm này càng ngày càng vang dội. Chu Gia Ngư bắt đầu cảm thấy trên thân thể mình xuất hiện một loại đau đớn. Loại đau đớn này như đang ràng buộc mạnh mẽ, kéo linh hồn của hắn trong cơ thể. Chu Gia Ngư, có người nhẹ nhàng hôn chán của hắn, mang lại sự lạnh lẽo cho cơ thể nóng bức của hắn khiến Chu Gia Ngư tập trung được, nhận ra rằng hắn đang nằm trong lòng Lâm Trục Thủy, khuôn mặt của hắn chôn sâu vào lồng ngực của hắn. Ta đã nhìn thấy, Chu Gia Ngư nói nhỏ. Lâm Trục Thủy không nói gì, hắn chậm rãi vốt nhẹ lưng của Chu Gia Ngư, an ủi tâm tình của hắn. Ta đã nhìn thấy mạnh ra, Chu Gia Ngư nói, lời này chứa đựng ý nghĩa sâu xa, bọn họ bị phủ bởi dung nham, nhưng vẫn còn sinh khí, vẫn đang cố gắng vươn tay ra từ bên trong dung nham để nắm lấy tôi. Không ai có thể kéo ngươi quay lại. Lâm trục thủy an ủi nhẹ nhàng, tôi ở đây. Chu gia ngư im lặng một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy những cảm xúc rối bởi bên trong mình dần trôi qua. Lúc này, cánh cửa vẫn còn mở, và cơn gió nhẹ mang theo mùi khói từ dung nham thổi vào mũi chu gia ngư. Mùi này chỉ hắn mới ngửi được, những người khác trên mặt đều chẳng quan tâm đến lo lắng của hắn đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Lâm Giác nói, hẳn là bị ép cộng hưởng. Từ dám không hé một tiếng, biểu hiện của hắn rất phức tạp. Ánh mắt hắn dừng lại ở Lâm Trục Thủy ôm Chu Gia Ngư một cách cứng nhắc. Rõ ràng, hắn đã phát hiện ra một tình huống kỳ lạ. Không có một sư phụ nào lại an ủi đồ đệ bằng cách hôn môi và vuốt lưng như thế. Trong núi phong đột nhiên trở nên lớn lên, sen lẫn màu đen của cho bụi, khiến bầu trời ban đêm trở nên mịt mùng tiếng này là gì vậy? Lầm giác nhăn mày. Lần này, tiếng vang không phải chỉ là ảo giác của Chu Gia Ngư. Mọi người đều nghe được một loại âm thanh huyên náo, giống như có một thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối bên ngoài. Người sống, từ giám cũng cảm giác được cái gì, trên mặt hắn xuất hiện chút khó tin nhưng thần sắc, làm sao có thể. Bên ngoài cửa, trong bóng tối, có một hình ảnh đang nhốn nháo khi mọi người đã nhìn rõ hơn trong bóng tối chu gia ngư mới nhận ra rằng ác mộng của hắn từ trước đó đã trở thành hiện thực những hình dáng người đang đứng ở ngoài cửa từng người từng người vẫn còn di chuyển mặc dù thân thể của họ đã bị hoàn toàn cháy đen giống như một cỗ hình thái khắc nghiệt nhưng họ vẫn có thể di chuyển và đang tiến về phía cửa như muốn bao vây tất cả mọi người bên trong đây là gì vậy lâm giác kinh ngạc làm sao tôi có thể cảm nhận được sự sống từ trên cơ thể họ? Là những người sống, Lâm Trục Thủy nói, sau đó ông đã cố gắng nhận ra thân phận của những người này, lông mày ông nhíu lại, đang suy nghĩ về vấn đề này. Những người bị cháy đen. Không, dường như họ không thể được gọi là con người nữa, họ vẫn giữ nguyên hình thái đó, có lẽ đã không còn là con người nữa. Họ tiếp tục tiến về phía cửa, chỉ trong chốc lát là sẽ đến cửa. Chu Gia Ngư ngửi thấy một mùi khó chịu của nước tiểu, khi nhìn lên, anh mới nhận ra rằng nam giới trong nhóm bị đe dọa đã làm đái vào quần. "Trước hết, hãy đóng cửa lại." Lâm Giác nói, "và đừng cho những người kia vào trong." Thẩm Nhất cùng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó quay sang nhìn nhóm người, mặt đầy kinh tởm, "Làm sao có thể những người sống lại có dáng vẻ như thế?" Câu hỏi này đặt ra trong đầu mọi người, nhưng không ai có thể trả lời được đang trầm mặc, trong lúc mọi người chỉ thấy giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, Chu Gia Ngư đột ngột chú ý đến việc giọt mưa này nhanh chóng biến thành cơn mưa lớn, ồ ạt đập vào mặt đất. Mưa này thực sự rất lớn, mặc dù mọi người phản ứng nhanh chóng nhưng vẫn bị ướt hơn nửa thân thể. Họ bị ép phải rút về phía sau của căn phòng cũ, nhìn thấy mưa phủ kín bầu trời. Trận mưa này đến nhanh chóng, sau khi vào trong nhà, Chu Gia Ngư thấy màu đen cho bụi trên mặt đất bị giọt mưa rửa trôi, tạo ra một lớp bùn dày đặc. Điều hắn không ngờ đến là mưa không làm cho cho bụi từ trần nhà rơi xuống, mà chính là nó biến cho bụi thành những đốm hình dáng đồ vật. Mọi người trong phòng quay đầu nhìn lại cửa, tỏ ra lo lắng về việc những thứ bên ngoài có thể phá cửa và xâm nhập vào. Sự lo lắng của họ không hề không có lý, chỉ sau một lát, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Lâm Trục Thủy lập tức mở miệng, "Hãy lấy hết đồ trong túi ra ngoài." Hắn nhắm vào hai tên trộm. Hai tên trộm không dám phản đối, cúi đầu và mở túi, lấy ra từng vật một và đưa ra ngoài. Ban đầu, Chu Gia Ngư không hiểu ý định của Lâm Trục Thủy, nhưng chỉ khi nam nhân kia lấy ra một vật từ túi, mới lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, "Các ngươi đến những vật này mà cũng dám trộm đi?" Vốn cho là trộm lưu hương cũng đã là quá phận rồi nhưng không nghĩ tới mấy người này ngay đến bài vị cũng dám bỏ vào trong bao muốn trộm đi vật này làm từ gỗ rất tốt nam nhân tỏ ra phẫn nộ ngập ngừng trong lời nói ánh mắt sợ hãi liền dừng lại ở chu gia ngư và tiểu chỉ đứng bên cạnh chu gia ngư nhìn vào bài vị đó thấy viết chữ mạnh quân thiên trên đó đây là của ai không phải của mạnh dương thiên từ dám hơi kỳ quái cầm vật gỗ trong tay cẩn thận lật qua từng mặt tại sao lại có tên của anh ấy ở đây và làm sao có thể tiếp cận từ cửa chu gia ngư cũng ngạc nhiên khi nghe từ dám nói không ngờ rằng mạnh quân thiên mạnh dương thiên tồn tại ném bài vị ra ngoài lâm trục thủy lặp lại nghe lời chu gia ngư tiến đến và cầm bài vị bước dưới mưa đặt tay lên tường rào và đẩy mạnh ném bài vị ra ngoài khi bài vị rơi xuống không lâu sau đó tiếng gõ cửa tắt ngấm và bóng đen ngoài cửa dường như rời đi. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, và Chu Gia Ngư thậm chí muốn gọi tiểu chỉ ra ngoài trừng phạt kẻ trộm, nhưng cuối cùng, ông chỉ muốn giữ lại hương vị của lư, không hề tha thứ cho những kẻ tấn công. Cảm giác bị truy đuổi như vậy cũng không dễ chịu. Dù mấy xác chết đó không còn quấy rầy họ nữa, nhưng bầu trời cứ rơi mưa lớn không ngừng, thậm chí trở nên dày đặc hơn lầm rác lầm bầm sớm biết liền đem tiểu kim mang tới làm cho hắn cười một cái khí trời phòng chừng có thể đẹp hơn chu gia ngư nghĩ thầm thật là đáng trách sư bá ngươi là một tên cặn bã mấy ngày trước còn ghét bỏ tiểu kim giờ lại nói như thế cơn mưa ngày càng to làm cho mọi người nhanh chóng bị ướt hơn nửa cơ thể họ phải lui vào phòng cũ và nhìn thấy cơn mưa quét qua bên ngoài cơn mưa này thật lạ từ Giám nói, bây giờ là mùa xuân và mưa to như vậy không phải là điều bình thường. Nhìn thấy cảm xúc trên mặt của Từ Giám, Chu Gia Ngư nhớ lại lời hắn đã nói trước đó. Vùng núi này không phải là nơi dành cho mùa hè, vì núi trở thành vùng dễ xảy ra lũ lụt khi mưa. Mạnh Dương Thiên và gia đình của hắn đã biết cách tránh xa những tác động tiêu cực của thiên nhiên. Áo của Lâm Giác cũng bị ướt, nhưng hắn vẫn ngồi một bên và thả mình trong khoảnh khắc từ nhập vọng cũng đến gần nhưng đầu tóc dài của hắn ngổn ngang trên vai chúng ta phải làm gì bây giờ chu gia ngư hỏi làm sao để thoát khỏi cơn mưa lớn này từ dám nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình đã qua nửa giờ và nếu mưa không dừng lại chúng ta phải rời khỏi đây nếu mưa tiếp tục như vậy chúng ta có thể bị cuốn trôi bởi lũ lụt dù lo lắng về điều đó chúng ta cũng không thể làm gì nhiều Chu Gia Ngư cảm thấy mình đã ướt sũng sau khi ra ngoài để ném bài vị. Dù anh ấy đã hoàn toàn thấu hiểu, việc thay đổi quần áo là điều cần thiết, trong khi từ nhập vọng với mái tóc dài và dối bởi trông giống như một tên điên. Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, làm tầm nhìn chỉ còn vài mét. Chu Gia Ngư cảm thấy khó khăn khi mở mắt ra, và việc rời khỏi nơi này trở nên khó khăn hơn nhiều. Mặc dù đối mặt với khó khăn, họ vẫn phải ra đi. Sau khi rời khỏi phòng, họ nhận thấy rằng không còn bóng đen nào bên ngoài cửa. Mặt đất được làm sạch bởi mưa, không còn mảnh bùn nào. Chu Gia Ngư cảm thấy lạ lùng. Nếu mỗi năm đều có mưa lớn như vậy, theo lý thuyết, mảnh đất bùn đen sẽ bị giải rửa đi. Nhưng tại sao họ vẫn thấy nó ở trước mắt, chứng minh rằng đất bùn vẫn đang rơi từ bầu trời vào mặt đất. Trời mưa quá lớn làm giảm tầm nhìn và khiến cho việc di chuyển của đoàn người trở nên vô cùng khó khăn thế nhưng điều khó khăn nhất là cơn mưa lớn như thế này dù đã có dụng cụ che mưa nhưng chúng không hiệu quả làm cho chu gia ngư và những người khác bước đi trong nước may mắn thay từ dám quen thuộc với vùng đất này và nhanh chóng tìm ra đường đi ra ngoài chu gia ngư nhìn thấy mình đang bò qua những con đường lầy lội không thể không cắn răng và vượt qua nhanh lên một chút lâm trục thủy nói một cách khích lệ chu gia ngư hét lên mọi người nghe rõ không tiên sinh bảo bò nhanh lên một chút người trong đoàn cố gắng hơn vượt qua đỉnh mưa rào và leo lên núi nhưng giữa chừng họ nghe thấy một tiếng vang lớn như tiếng nổ mìn làm cho họ sợ hãi và trói tai chu gia ngư nhìn xuyên qua màn mưa dày nhìn thấy một dòng lũ đen đội mưa từ đỉnh núi trào ra và che kín toàn bộ khu vực mạnh thị di chỉ. Mọi người đứng giữa dòng nước mắt thấy cảnh này, nhìn thấy làng nhỏ bên dưới bị che phủ bởi bùn, cây cỏ và đá. Họ biết rằng nếu họ không nhanh chóng tiến lên, họ có thể sẽ bị cuốn trôi. Chu Gia Ngư lần đầu tiên thấy cảnh tượng này và anh ấy bị ấn tượng sâu sắc. Ở đối diện với sức mạnh của tự nhiên, con người trở nên vô cùng nhỏ bé và vô lực. Đất đá trôi che phủ mạnh thị di chỉ, rồi cuốn theo dòng nước, hướng xuống thấp hơn. Mọi người đứng dưới mưa, không nói một từ, chỉ cảm nhận sự im lặng trong không khí. "Đi thôi." Sau một khoảng thời gian không xác định, Lâm Trục Thủy nói, phá vỡ sự im lặng. Mọi người cất bước tiếp tục hành trình. Không mất quá nhiều thời gian, đất đá trôi đã giảm dần và cơn mưa cũng dần ngớt đi. Khi bầu trời trở nên sáng hơn và mây tan đi, ánh nắng mặt trời từ chân trời bắt đầu xuất hiện. Mưa đã ngừng, Chu Gia Ngư vẫy tay để làm sạch áo. "Đúng vậy." Lâm Trục Thủy đáp lại nhẹ nhàng. Sau một buổi tối gian khổ, họ cuối cùng đã đến đỉnh núi. Nhìn xuống khe núi, tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp. Mạnh Thị Di chỉ đã biến mất khỏi tầm mắt của họ, chỉ còn lại những dấu vết của nó và những nhà cổ được bao phủ bởi bùn không còn là gì nữa họ đã biến mất hoàn toàn từ dám nói với giọng thổn thức mấy cái xác chết cháy kia liệu có bị chôn dưới đó không lâm giác tỏ ra không cảm thấy việc này kết thúc một cách dễ dàng như vậy biểu hiện của cô phức tạp mọi người không nghĩ rằng cơn mưa này quá kỳ lạ sao quả thực nó giống như là nó giống như là một cách để đuổi họ đi thực ra chu gia ngư cũng nghĩ vậy nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại anh ta thấy điều đó không hợp lý ai có thể kiểm soát thiên nhiên như vậy chúng ta đi thôi trước tiên hãy thay đổi quần áo một chút chu gia ngư nói tôi bắt đầu cảm thấy lạnh cảnh tượng đáng buồn là nước mưa làm ướt đẫm hầu hết mọi thứ và không có quần áo khô để thay thẩm nhất cùng còn phải đối mặt với một tình huống khó khăn hơn nữa anh ấy quên mang theo điện thoại di động và nó vẫn nằm trong túi nhựa khi anh ta lấy ra nó, thấy nó đã ngấm nước và không thể bật nguồn. Tôi đã gọi người đến đón chúng ta. Từ dám nói, chúng ta không thể ở lại núi lâu được. Hai tên trộm kia vẫn im lặng, nhưng khi họ muốn rời đi, Chu Gia Ngư nhắc nhở họ dừng lại. Tiểu chỉ lại bắt đầu tự chỉnh sửa áo, bày tỏ ý định của mình rằng họ nên nhanh chóng dừng lại. Thưa, thưa sư đại, một trong hai người hét lên muốn khóc, Chúng ta chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Bài vị đã bị rách hỏng. Chu Gia Ngư hỏi. Hai người không trả lời, chỉ có thể nói, chúng tôi không phải là để trở về. Chu Gia Ngư nói, nếu anh không muốn quay về, anh muốn đi đâu? Trước tiên, hãy gặp cảnh sát và giải thích cho họ. Hai người cúi đầu, thất vọng nhìn vào Tiểu Chỉ, nhưng không dám phản đối. Tiểu Chỉ tỏ ra oán trách nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng nhìn lên nhưng không nói gì, tiếp tục cố gắng khôi phục điện thoại di động. Chu Gia Ngư thấy buồn cười và tức giận, và anh ta chỉ vào Thẩm Nhất Cùng, nhìn kỹ vào cách anh dậy đi. Thẩm Nhất Cùng nói, tôi không phải là, tôi không làm gì cả. Chu Gia Ngư cắt ngang, anh lại nói anh không làm gì cả. Thẩm Nhất Cùng cuối cùng chấp nhận lời chỉ đạo biểu hiện trên gương mặt cho thấy rằng anh ta chỉ làm một hoặc hai lần, không biết rằng tiểu chỉ đã học được gì. cuối cùng, Chu Gia Ngư đe dọa anh ta, nói rằng sẽ dạy tiểu chỉ những thói quen không tốt và anh ta sẽ phải tự mình tự lập sau này, khiến anh ta phải ăn mì sống suốt đời. Thẩm Nhất cùng nghe lời và hứa sẽ làm tốt. khi rời khỏi Mạnh Gia Di Chỉ, Chu Gia Ngư nhìn lại phía sau và thấy ngọn núi cao vút và hóa thành bình địa khe núi nhưng trong tâm trí anh ta có một loại dự cảm họ có thể quay lại đây. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.